Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 3, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt tọa đàm kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 với chủ đề Bình đẳng giới và vai trò vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Tham dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố. Trong những năm qua, nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, vị trí vai trò của phụ nữ được nâng lên, các sở ban ngành đoàn thể đơn vị địa phương thành phố Cần Thơ đã chủ động lồng ghép và hoạt động của ngành lĩnh vực phụ trách trong việc triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Cán bộ công chức viên chức nữ được tín nhiệm đề bạc vào những chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước. Nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp thành phố chiếm hơn 16%, cấp huyện chiếm gần 25%, cấp xã chiếm hơn 48%. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu chia sẻ số lượng cán bộ công chức viên chức là nữ, giữ vị trí lãnh đạo tại địa phương, cơ quan đơn vị đã phát huy hiệu quả vai trò khi thực hiện nhiệm vụ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đồng thời đề ra các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển đất nước. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, chỉ đạo ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và thực hiện hiệu quả luật bình đẳng giới thường xuyên khảo sát tình hình nữ lãnh đạo quản lý tại cơ quan đơn vị và địa phương nhằm phát hiện cán bộ có năng lực và triển vọng phát triển